Sáng nay ngày 20 tháng 9, huyện ủy Đất Đỏ tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị năm 2023. 66 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy Đất Đỏ tham gia lớp học. Tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị huyện Đất Đỏ năm 2023, các học viên được tìm hiểu các chuyên đề chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình đào tạo, các học viên còn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc tại hệ thống chính trị huyện và cơ sở.